Ngọc Diệu kính chào quý vị và chào các em nhỏ đang theo dõi chương trình Chuyện Học Đường. Thưa quý vị, xu hướng con trẻ có tình cảm với bạn khác giới trong lúc con đi học là một thực tế không còn mấy xa lạ hiện nay. Điều này khiến cho các bậc phụ huynh khá là đau đầu trong việc nên làm gì để không gây tác động tiêu cực cũng như là định hướng đúng cho con. Vừa qua, câu chuyện một nữ sinh lớp 10 bị bạn trai sát hại trở thành tâm điểm chú ý, gây xôn xao dư luận và cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc quản lý con em của các bậc cha mẹ. Đồng thời đặt ra câu hỏi là làm sao để con tin tưởng cha mẹ, nghe lời khuyên của cha mẹ hơn là người yêu. Chương trình Chuyện Học Đường kỳ này sẽ đề cập đến vấn đề vừa nêu qua phần tư vấn của chị khách mời quen thuộc, chuyên gia tư vấn tâm lý, cô Phạm Thị Huyền. Xin chào cô Huyền. Xin chào MC Ngọc Diệu. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Học Đường. Trong cái quá trình mà tiếp xúc với các bạn học sinh ấy, đặc biệt là một số những cái bạn hiện tại bây giờ là đang trong cái lứa tuổi là trung học phổ thông, thì mình cũng bắt gặp rất nhiều những cái trường hợp của các con tâm sự với cô. Có một cái điểm chung ấy là các con muốn ba mẹ là thấu hiểu các con. Thấu hiểu ở đây là gì? Thấu hiểu cái mối quan hệ của con khi con có những cái mối quan hệ khác phái. Và mối quan hệ khác phái ở đây là gì? Là cái tình cảm mà trên cái tình bạn thông thường. Thì các con rất muốn là ba mẹ biết được rằng bây giờ cái lứa tuổi của các con có những cái rung động như vậy. Thì ba mẹ hãy cho các con cái quyền đấy để cho các con có thể được thể hiện cái tâm sinh lý của mình. Rất nhiều phụ huynh, bản thân mình cũng thế, là rất là bối rối khi mà thấy con đang đi học mà tự nhiên thích bạn này quý bạn kia, mình bối rối lắm luôn á. Nhưng mà ngược lại thì cũng thấy rằng là thời buổi công nghệ thông tin cho nên các con thực sự là đã phát triển về tâm sinh lý trước cả cái độ tuổi thật. Thế là mình luôn luôn cộng thêm những độ tuổi đó và thấu hiểu con hơn và luôn đón nhận chia sẻ với con làm sao mà cố gắng càng được con tin tưởng như một người bạn thì càng tốt. Dân thưa cô Huyền, thực tế hiện nay thì các bậc phụ huynh của chúng ta cũng đã khá thoáng trong việc mà biết con trẻ của chúng ta khi còn đang đi học nhưng mà đã có tình cảm với bạn khác giới. Thế nhưng cái vụ việc mà một em học sinh lớp 10 bị bạn trai sát hại vừa qua thì đã gióng lên một cái hồi chuông làm cho các bậc làm cha làm mẹ cảm thấy hoang mang, lo lắng rất là nhiều trong cái việc mà con trẻ có người yêu. Cô có thể nói rõ hơn về vấn đề này ạ? Thứ nhất, cái vụ việc nó xảy ra đó là một chuyện rất là đau lòng. Mà để gióng lên một cái hồi chuông cảnh tỉnh tất cả các phụ huynh chúng ta rằng chúng ta đã hiểu con em mình chưa? Chúng ta đã tiếp cận con em mình và chúng ta đã quản lý con em mình tốt chưa? Thực tế ra đấy là một cái mối quan hệ mà đứa trẻ nó đã có được thông qua Internet, thông qua những cái dịch, thông qua những cái chương trình hẹn hò. Thế thành ra đứa trẻ nó làm quen với bạn bè mà chưa rõ được người đó là như thế nào, chưa biết người đó là ai và xuất hiện những cái tình cảm mà đứa trẻ nó không kiểm soát được. Chính vì vậy mà cái vấn đề mà cha mẹ đồng hành cùng con trong cái quá trình mà đứa trẻ lớn lên, đặc biệt là trong cái lúc mà đứa trẻ nó học cái phát triển cái cảm xúc, đó là cái lúc mà những cái rung động đầu đời của đứa trẻ nó phát triển giống như là những cái bông hoa mới nở. Đứa trẻ nó sẽ không biết được là nó phải như thế nào, không kiểm soát được. Thì đây là cái lúc mà vai trò của cha mẹ cực kỳ quan trọng trong cái chuyện dạy con mình sống hạnh phúc, dạy con mình tin tưởng ai, tin tưởng người như thế nào và xác định những cái mối quan hệ cần thiết cho trẻ. Và qua câu chuyện của em học sinh lớp 10 mà bị bạn trai sát hại thì nguyên nhân vẫn chủ yếu là do gia đình thiếu cái sự quan tâm chăm sóc đến em. Chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta không quan tâm đến con mà chúng ta thường có cái khoảng cách quá là xa bởi vì bố mẹ thì thường rất là bận rộn. Chúng ta đã không có cái thời gian quan tâm đến con, chúng ta chỉ về nhà và bắt trẻ đi học rồi cấm đoán tất cả những cái vấn đề mà chúng ta cho rằng nó không có tốt. Thế nhưng đối với một đứa trẻ khi mà nó thiết lập một mối quan hệ thì nó luôn luôn hướng đến tích cực. Tức là trong cái mối cái vấn đề này là giữa phụ huynh và đứa trẻ đã có cái mâu thuẫn. Tức là phụ huynh thì nhìn vào cái mặt tiêu cực, còn đứa trẻ thì nó lại tiến đến cái mối quan hệ đó là vì tích cực. Thế thành ra hai bên mâu thuẫn, mà hai bên một bên thì bố mẹ cứ cấm đoán, một bên con thì không thể cưỡng lại được những cái điều tích cực, những cái cảm xúc trong lòng của trẻ. Chứ chúng ta ngày xưa chúng ta cũng từng có những rung động đầu đời với các bạn, chúng ta cũng biết rằng đấy là những cái cảm xúc không từ trong đáy lòng mà chúng ta không thể ngăn chặn được. Thế nhưng cha mẹ đã không thông cảm, cha mẹ lại còn vùi dập, cha mẹ lại còn mắng mỏ. Bên cạnh những cái phụ huynh rất là kiểm soát con mình khiến cho đứa trẻ cảm thấy rất là tù túng, thì cũng có rất là nhiều phụ huynh thờ ơ với cái hoạt động sinh hoạt của con mình.
thậm chí họ không biết rằng con mình đi đâu, con mình làm gì, con mình sử dụng những cái gì. Và họ cho rằng là tất cả những cái đó họ giao cho nhà trường, giao cho xã hội. Và họ quá chú tâm vào việc kiếm tiền hoặc là có những cái mối quan hệ riêng tư của họ. Họ đã không quan tâm đến con cái, khiến cho những đứa trẻ nó lạc lối trong chính những cái bước đi đầu đời của mình. Vậy thì làm thế nào khi con ở một cái độ tuổi cũng như là một cái nhu cầu sinh lý cần phải có bạn khác giới, thì các bậc cha mẹ biết và sẵn sàng cái tâm lý của mình như thế nào để đón nhận cái việc mà con trẻ sẽ yêu bạn khác giới thưa cô? Thường thì thực ra cái tình cảm, cái tình yêu nó đã xuất phát từ khi đứa trẻ còn rất nhỏ rồi. Vậy thì khi mà đứa trẻ nó có cái mối quan hệ với bạn khác giới, dù bất cứ ở lứa tuổi nào cũng là một điều rất tốt. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng là khi mà đứa trẻ còn quá nhỏ nó có quan hệ khác giới thì đó là không tốt. Không, bởi vì cái suy nghĩ của đứa trẻ ở cái lứa tuổi đó nó rất là đơn thuần, rất là trong sáng. Chúng ta không được đem những cái suy nghĩ của người lớn để áp đặt lên. Mà chúng ta hãy dạy cho con là chúng ta chơi với bạn khác giới như thế nào, quan tâm ra làm sao. Dạy cho con biết là ở cách quan tâm, cách chia sẻ, cách kiểm soát cảm xúc của mình khi ở bên cạnh bạn khác giới. Thì điều đó là rất tốt. Thì những đứa trẻ đó sẽ không bị chi phối bởi những cái cảm xúc giới tính nhiều. Và sau này khi đứa trẻ nó gặp được những người mà nó thực sự yêu thương, đó là những cảm xúc rất là đặc biệt. Thì tôi nghĩ rằng là tất cả các bậc phụ huynh nên lắng nghe cái cảm xúc của con đối với cái mối quan hệ đó là như thế nào, và giúp con, dẫn dắt con đi một cái hướng đi đúng đắn. Đây là cái điều tốt nhất mà chúng ta nên làm cho các con. Đến một giai đoạn nào đó thì các con rất là có nhu cầu được người lớn cũng như là bạn bè lắng nghe những cái lời mà con có thể chia sẻ, cũng như là đưa ra những cái lời khuyên cho con. Nếu như mà may mắn thì các con sẽ gặp được người tốt, còn không may mắn thì có thể là các con sẽ gặp người xấu, đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay khi mà công nghệ thông tin của chúng ta phát triển vượt bậc, các con sẽ có rất là những cái mối quan hệ ở trên mạng xã hội để có thể là kết nối với nhau rồi trò chuyện cùng nhau. Và điều này thì rất là dễ dẫn đến những cái hệ lụy, phải không thưa cô? Đúng là như vậy. Bởi vì là cái mối quan hệ mà trên Internet thì chúng ta thấy rằng là rất là khó kiểm soát. Hầu như nhất là đối với các con, khi mà kinh nghiệm sống của các con còn rất là ít. Các con còn rất là trẻ, các con chưa bao giờ trải nghiệm, chưa bao giờ va chạm với người khác, cũng chưa hiểu được về những người khác nhiều. Vậy thì cái vai trò của cha mẹ ở trong cái vấn đề này là như thế nào? Chúng ta phải luôn luôn chứng tỏ rằng chúng ta là cái người mà con phải là người được tin tưởng nhất sau tất cả các mối quan hệ ở bên ngoài. Chúng ta hãy giữ cái tình cảm của đứa trẻ khi mà nó còn rất là nhỏ, nó luôn luôn coi chúng ta là số 1. Chúng ta hãy giữ cái vị trí đó trong lòng con. Chúng ta đừng để một ngày mà đứa trẻ nó cảm thấy rằng là nó cần người ngoài hơn cần cha mẹ, thì đây là một cái điều không nên xảy ra giữa mối quan hệ trong gia đình. Và chính vì điều này mới dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng. Nếu như trong gia đình chúng ta cái mối quan hệ nó quá là lạnh nhẹ nhạt, chúng ta chỉ gặp nhau quát mắng la mắng con, thì chỉ cần đi ra ngoài, trẻ chỉ cần được một người khác quan tâm một cái nhỏ xíu thôi, trẻ sẽ cảm động và trẻ sẽ đem hết tâm tư của mình trao vào người đó, thì rất là nguy hiểm. Dạ, nếu chẳng may con rơi vào cái tình trạng mà có thể dẫn đến cái tình trạng mà lừa tình lừa tiền, thì các bậc cha mẹ cần phải làm gì để giúp con có thể sớm thoát ra được cái ẩn họa này ạ? Bởi vì khi mà người ta có cái âm mưu để lừa thì nhất định nó sẽ có những cái sơ hở. Nếu như chúng ta vẫn tiếp cận được con vẫn có thể cứ nói cho chúng ta biết những cái vấn đề đó, thì chúng ta phải bình tĩnh. Chúng ta đừng vội vàng quy kết, cũng đừng vội vàng phán xét. Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng cái người đó đã cho một đứa trẻ một cái niềm tin tưởng gì đấy, thì đứa trẻ nó mới dính dáng vô cái hiện ẩn họa đó. Vậy thì chúng ta phải từ từ, chúng ta đồng hành cùng con. Chúng ta sẽ cùng với con nói là nếu như cái chuyện đó xảy ra như vậy thì con giải quyết như thế nào. Chúng ta hãy cho trẻ những cái lựa chọn, chúng ta hãy cho trẻ những cái phương án giải quyết, và đồng hành cùng trẻ xem là nó sẽ đi đến đâu, nó sẽ dẫn đến đâu. Và chúng ta sẽ chứng minh cho trẻ thấy rằng là cái mối quan hệ đó nó là như thế bằng thực tế, chứ chúng ta đừng vội quy kết, đừng vội cấm đoán. Nếu chúng ta cấm đoán thì có thể trẻ sẽ càng ngày càng gắn vào cái mối quan hệ đó và nó sẽ càng nguy hại. Các chuyên gia tâm lý từng cảnh báo, lâu nay người lớn chúng ta đã nói nhiều về việc dạy con cách phòng tránh người lạ, cách giúp con bảo vệ bản thân khỏi sự xâm hại, nhưng lại không thể nào dạy con làm sao để biết được người đó là người tốt hay xấu, biết người mình yêu có tử tế hay không. Và các bậc phụ huynh hoặc là cố gắng để con tin tưởng mình, chia sẻ với mình, tin vào trực giác cũng như phán đoán của cha mẹ về người đó, hoặc là dõi theo và để con gia dấp rồi giúp con nhìn nhận thực tế để đứng lên. À,
thưa cô Huyền, khi mà con yêu sớm hoặc là con bắt đầu yêu á, thì thường là nó có rất là nhiều những cái tình huống, nhiều cái vấn đề ở các con, đặc biệt là ở cái giai đoạn này thì các con thường hay yêu đơn phương. Vậy thì trong trường hợp này, nếu chẳng may con không được đáp lại cái tình cảm đó thì các con sẽ cảm thấy rất là hụt hẫng, rất là buồn. Thì trong cái giai đoạn này thì các bậc làm cha làm mẹ cần phải làm như thế nào để giúp cho con có thể sớm vượt qua được ạ? Thực tế ra thì cái chuyện mà chúng ta lớn lên chúng ta có tình cảm với một người và người đó không có tình cảm với mình, đó là chuyện rất là bình thường. Đó cũng là một cái điều rất là tốt. Chúng ta hãy nói với con rằng là bạn đó, bạn ấy chưa thích con, vì sao? Con hãy thử nghĩ xem là con có đặc điểm điều gì đấy mà khiến cho bạn ấy vẫn chưa yêu quý con. Thì theo con là nếu như con muốn tiếp tục mà chinh phục bạn ấy, tiếp tục yêu bạn ấy, thì con có sẵn sàng thay đổi bản thân mình không? Con có sẵn sàng cố gắng không? Để cho bạn ấy một ngày nào đó bạn ấy nhìn với con bằng ánh mắt khác và bạn ấy sẽ chấp nhận cái tình cảm của con. Thì đấy là cái cách mà giúp cho cái đứa trẻ khi mà nó yêu đơn phương, nó tìm được cái động lực để nó vươn lên, nó cố gắng, nó đẩy bản thân, thúc đẩy bản thân nó cố gắng hơn nữa. Chứ nó cũng sẽ không gây ra một cái cảm xúc gì tiêu cực cả. Chúng ta cũng nói rằng đây là một tình cảm đẹp, con yêu bạn, đó là một điều tuyệt vời, con cứ giữ lấy nó. Chứ chúng ta không nhất thiết là bảo trẻ phải, con phải quên đi. Nhưng nếu như bạn không chấp nhận con thì con cũng phải chấp nhận rằng bạn có cái hạnh phúc riêng của bạn, bạn có cái suy nghĩ riêng của bạn mà con chưa chạm tới được. Nếu như một ngày nào đó con sẽ tìm được một người mà nó đồng cái suy nghĩ với con hơn là với bạn, thì dần dần đứa trẻ sẽ chấp nhận cái chuyện đấy hơn. Cái vấn đề này thường xảy ra ở trong cái lứa tuổi mà đứa trẻ còn nhỏ là bởi vì thế này nè. Bởi vì đứa trẻ lúc đó nó ở một cái giai đoạn là nó mọi thứ nó rất là cố chấp, nó luôn luôn nó muốn có một cái tính sở hữu rất là cao. Nên đứa trẻ đó nó dễ rơi vào cái tình trạng khi mà không đạt được thì sẽ cảm thấy hụt hẫng. Nhưng chúng ta hãy biến cái hụt hẫng đấy thành cái bàn đạp để cho đứa trẻ nó vượt lên, nó phát triển lên. Khi mà đến một cái giai đoạn đứa trẻ nó có đủ nhận thức hơn, nó sẽ hiểu rằng không phải mọi thứ tất cả đều là của mình, thì đứa trẻ nó sẽ dễ dàng nó buông bỏ. Thì Ngọc Diệu rất là muốn nghe những cái bí kíp nhỏ để cô Huyền có thể giúp cho các bậc phụ huynh của chúng ta có thể đồng hành cùng con trong cái việc mà con yêu sớm hay là con bắt đầu yêu ạ. Thì thực ra chúng ta biết rằng cái nền tảng hạnh phúc gia đình là cái điều cực kỳ quan trọng. Tôi nghĩ rằng là mỗi một gia đình hãy sống với một cái tâm tư hạnh phúc nhất. Nghĩa là chúng ta, bậc cha mẹ hãy thể hiện cho con biết rằng khi hai người khác giới quan tâm nhau là như thế nào, yêu thương nhau là như thế nào, để đứa trẻ nó trở thành một cái thước đo hạnh phúc trong lòng con. Thì con mới hiểu được rằng là đấy mới là hạnh phúc, đấy mới là yêu thương. Thì sau này ra ngoài xã hội con sẽ dễ dàng tìm được những cái hạnh phúc tương tự như thế hoặc là hơn như thế. Đó. Thì nếu như chúng ta đã trẻ đã tìm được những cái chân tình như thế mà chúng trẻ được nhìn thấy trong gia đình, thì đứa trẻ nó sẽ không sai lầm khi nó nhận định cái hạnh phúc ở bên ngoài. Thì tôi nghĩ đấy là một cái điều đầu tiên và tiên quyết nhất chúng ta phải tạo ra cho con. Những cái người mà người ta tinh vi quá thì thậm chí người lớn chúng ta cũng bị lừa, chứ uống gì con trẻ. Thì để những cái trường hợp tinh vi nó không xảy ra thì chúng ta phải luôn luôn kết nối với con, luôn luôn là chỗ dựa tinh thần cho con, luôn luôn là một nơi mà giúp cho con tìm ra cái phương pháp giải quyết tất cả những cái chuyện xảy ra ngoài xã hội, chứ không phải là một nơi cấm đoán, không phải là một nơi quy kết hay phán xét con. Thì chúng ta những cái chuyện đó chúng ta sẽ đều giải quyết được hết. Bên cạnh những cái trẻ mà được sống trong cái gia đình hạnh phúc yêu thương á, thì cũng có những đứa trẻ có những gia đình không thể được hạnh phúc. Thế nhưng mà bản thân những cái cuộc gia đình không hạnh phúc đó, thì những người làm cha làm mẹ khi chúng ta nhận nuôi con, chúng ta hãy thẳng thắn với con rằng không, bởi vì ba mẹ không thể sống bên nhau hạnh phúc, nhưng ba vẫn là ba của con, mẹ vẫn là mẹ của con, và hai bên vẫn yêu thương, vẫn chăm sóc con với tư cách là cha là mẹ. Thì đứa trẻ nó sẽ vẫn cảm nhận được rằng là có thể là hai người này không phù hợp, không thể yêu thương nhau thì có thể yêu người khác. Thì đây cũng là một cái hướng rất là tốt. Nhưng cái vấn đề quan trọng nhất ở đây là chúng ta phải để cho con trẻ thấy rằng cái tình cảm thật lòng yêu thương nhau là như thế nào. Xin được cảm ơn những lời khuyên, những chia sẻ của cô Phạm Thị Huyền dành cho chương trình Chuyện Học Đường ngày hôm nay. Thưa quý vị, với chủ đề Khi Con Yêu Sớm trong chương trình kỳ sau sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị phần tư vấn với những băn khoăn trăn trở của thầy cô và vai trò của thầy cô trong việc hỗ trợ định hướng cho các con ra sao. Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.